Xong kiểm tra phần gầm xong đâu đấy rồi, bây giờ em tiếp tục phần test tiếng kêu khi đi trên đường sóc. Khi mình làm gầm xong rồi, đây em đang di chuyển để chạy vào cái đường ổ gà ổ chó nhất để mình test cái phần gầm mình làm. Thì đấy, đây qua cái cổng nghe này cũng là đã ây da, tương đối ngon. Khéo, cẩn thận lùi vào bác kia đi. Đường rất to nhá. Đường rất to nhá, đường vào nhà em thoải mái luôn. Thành hàng nha các bác nhá. Đây, em chơi vào ổ gà ổ chó luôn. Đây có quả đường Trường Sơn anh giới thiệu. Ấy, quả đường Trường Sơn nhà em. Đấy, này thoải mái mà tiết gầm nhá. Đúng là tiền nào của đấy. Gần như không có tiếng kêu luôn các bạn. Êm du. Tí ra em test vô lăng nữa là ok. Là mai có thể em giao xe cho bác khách Navara này. Đây con đường Trường Sơn nhà em đây. Đây các bác nhìn con đường này. Đây vào cái ổ chào của chó nhá. Đấy. Mọi cái đều như mong đợi các bác. Nó không có tiền, còn tiếng kêu gì nữa. Hết tiếng cọt kẹt luôn. Đấy. Ok. Quá êm luôn. Đấy. Như thế này là em yên tâm em giao xe cho bác ấy rồi. Đây đường nhà em nó phải ổ gà ổ chó này. Các bác nhìn này. Đấy. Em test xe nó phải như thế này thì em đi. Đấy các bác nhìn này. Nó lắc lộn xu gào lên đấy. Rồi em test vô lăng. Đây là đường Nguyễn Xiển nha các bác nhá. Từ đấy nó có cái gara. Đây có cái gara 168 168. Để vào nhà em này. Đấy. Đấy, cái bác này đang nháy đấy. Đấy, đấy vào đấy, vào nhà em đấy. Giờ em test vô lăng nhá. 10 mét châm thuốc là ok. Đây đường thẳng này. Đây bỏ hẳn vô lăng này. Đây. Đấy các bác nhìn này. 10 mét châm thuốc này. Đấy. Vô lăng này, em cầm này. Các bác nhìn này. Cầm vờn vô lăng nó nhẹ không ấy. Đấy. Thế là coi như là công việc của em là hoàn thành đến 90% rồi. Chỉ còn như xe bác này thì vẫn còn một cái điểm yếu nhá. Đó là một bên bime bên lái là hơi có tiếng rú một tí. Nhưng mà bác bảo bác ấy thay, bác không không có kinh phí, nó hơi đắt. Thì đấy thì lúc nào có điều kiện thì bác ấy thay. Còn cái gì hỏng hay là nó có vấn đề gì thì em tư vấn luôn cho anh em. Bây giờ là test vô lăng. Sau khi mình làm gần xong mình phải test cái lái. Nó trả lái hay không này. Rồi nó trả nhiều trả ít. Rồi các cái độ cua, độ mở, góc mở của lái nó có bị chạm lốp, chạm leo hay không. Cực kỳ quan trọng em nói với bác. Vì nhiều người thay du tuyên lái xong không để ý. Nó hẹp góc lái, đi rất khó chịu. Đấy, tí đây em vào cua luôn. Tí quay lái nhá. Đây em phải bảo thằng đệ em quay lái. Quay để em vào cua xem nó có trả lái không. Đâu phải đơn giản đâu các bác. Vào cua đúng không anh? Ờ đây từ sinh nhan vào cua. Quay lái đúng không? Quay vào lái. Ờ quay để xem nó có trả lái không. Đường thì đông. Đây. Em vào hết cua hết lái đây. Đây. Đây các bác này. Trả lái bình thường này. Đây. Các bác nhìn này. Đấy. Thế này là ok nhá. Đấy. Ok. Nó phải trả lái. Vì một cái xe bình thường là nó cân. Khi mình đi vô lăng nó cân này. Nhìn các bác nhìn này. Đấy. Em bỏ tay ra luôn này. Đấy. Đi trước là có bác Lavala chứ yêu thế. Đấy. Thì nó trả lái bình thường. Tức là mình xong cái công việc của mình thế là ok. Đấy, bây giờ là chung cư Xuân Mai. Và đi qua Xuân Mai sang bên kia đường đến trụ cầu T136. Em quay T136 đây, trụ cầu đây. Các bác nhìn này. Mình là T136. Đấy, anh em nào mà không biết địa chỉ thì cần qua kiểm tra gì thì cứ để ý cái địa chỉ cho em, vì địa chỉ của em nó hơi khuất. Các bác thông cảm, do điều kiện kinh tế mình không ấy được. Đấy, vô lăng rất cân này. Rất nhẹ nhàng, 10 mét châm thuốc là ok. Đấy. Bác nào cứ 10 mét không châm được thuốc là phải coi chừng. Xe mình đang gặp vấn đề về phần hệ thống lái.
Hệ thống lái là một trong hệ thống cực khó luôn. Đấy. Đấy, các bác có thể nhìn cơ sở em. Tí quay cái đoạn đường vào nhỉ. Đây, đường vào đây. Đây, cua vào đường vào đây. Các bác để ý cái cột trụ T138 này, 37 này. 36 này. Đấy. Đây đây đây, chỗ vào nha các bác em nhá. Em đang đi về cái cơ sở của em nhá. Đây. Đây nha các bác, nhìn đi chăm sóc xe hơi 168 này. Đây. Xong rồi đến em này. Đi vào. Các bác nhìn cái chỗ đi vào chưa? Đường thì hơi đông, nhưng mà đường rộng thanh thang, các bác đi Univer vào được. Đấy, đường này. Đấy, nhìn chung cư A15. Chung cư A15 kìa. Có chữ A15 tôi đúng không? Đấy, đến 4 ngàn này em. Đây anh rẽ vào thẳng xưởng luôn. Đây, cái biển cho em này, biển cho em này. Đấy, ok. Em chỉ cần chờ giao xe thôi. Mọi công việc gần như đã là xong. Vậy, em tắt máy đây. Chào tất cả các bác nhé. Thôi, có cái việc gì thì các bác cứ comment ở dưới hoặc là alo trực tiếp em. Hoặc là các bác, thôi em xin các bác một like, chia sẻ cho em, share cho em để em thêm nhiều động lực, chia sẻ anh em YouTube và tất cả các ban bệnh liên quan đến các dòng xe châu Á như là xe, một số xe mà em hay làm thông dụng. Thì đấy, thì anh em cần cái gì cứ alo em nhá. Em xông buôn bánh. Đấy. Thế nhá các bác nhá. Em chào các bác.